Thưa quý vị, sáng nay, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức về xây dựng đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí năm 2024. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với sự tham gia của hơn 1.700 đại biểu. Tại điểm cầu Bà Rịa Vũng Tàu, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo và đội ngũ phóng viên, biên tập viên phụ trách công tác tuyên truyền về xây dựng đảng, các cơ quan báo chí của tỉnh và báo chí thường trú đã tham gia hội nghị. Trong thời gian một ngày, lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí được tìm hiểu các chuyên đề về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh, bóc gỡ thông tin xấu độc trên không gian mạng, những nội dung mới về công tác xây dựng đảng, về hệ thống chính trị trong các nghị quyết hội nghị Trung ương khóa 13, một số vấn đề về sáng tạo tác phẩm báo chí thể loại chính luận. Bên cạnh đó, các đại biểu còn được chia sẻ kỹ năng sáng tạo tác phẩm phát thanh và truyền hình, giới thiệu chủ đề sáng tạo tác phẩm báo chí về xây dựng đảng, về hệ thống chính trị, những mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác xây dựng đảng, chia sẻ kinh nghiệm sáng tạo tác phẩm đạt giải cao, giải Búa Liềm Vàng.